Minasan konnichiwa, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Đã bao giờ các bạn có một cái tâm lý suy nghĩ rằng là cái con đường học tiếng Nhật ấy, tiếng Nhật nó khó quá, mình chỉ học đến tầm N2 thôi, còn N1 nó là những cái rất là cao siêu, không sử dụng đâu, thôi chả cần phải học. Chắc hẳn là vẫn có những cái lúc mà chúng ta có suy nghĩ như vậy, hoặc là chúng ta bắt gặp những người có suy nghĩ như vậy đúng không ạ? Thực tế là tiếng Nhật rất khó. Để học được N1, nó cũng là cả một cái chặng đường cố gắng. Tuy nhiên, bởi vì nó khó, thế nên là với tiếng Nhật, N1 thực sự nó cũng mới chỉ là một cái bước bắt đầu thôi. Và nó cũng không phải là một cái gì đấy nó quá là cao siêu, sẽ không được sử dụng trong thực tế hàng ngày đâu các bạn ạ. Mà thực tế rằng, nếu như chúng ta muốn hiểu tiếng Nhật một cách sâu sắc, hiểu tiếng Nhật và sử dụng nó tốt hơn với những người Nhật để không cảm thấy rằng là chúng ta đang là một người nước ngoài bập bẹ tiếng Nhật, thì N1 là cái thực sự rất là cần thiết. Và các bạn có thể thấy rằng là nếu như các bạn ở bên Nhật thì cái việc mà chúng ta sử dụng những cái cụm từ, những cái ngữ pháp, những cái giao tiếp, thậm chí nó ở hơn cái mức độ N1 rất là nhiều. Nói đến đây thì chúng ta hiểu rằng là N1 sẽ không còn và không phải là một cái đích cuối cùng nữa, mà nó sẽ là một cái điểm xuất phát để chúng ta còn bắt đầu xa hơn với tiếng Nhật, với cái sự hiểu biết sâu xa hơn. Và trong video này thì mình sẽ lấy đơn cử một việc rất là đơn giản thôi. Đó là chúng ta thử vào một cái trang web báo của tiếng Nhật, đúng không? yahoo.co.jp. Các bạn sẽ thấy là lướt qua cái tiêu đề thì toàn là những cái từ vựng, những cái kanji mà xuất hiện của N1, thậm chí là N1 hơn thế nữa. Đó, để thấy rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng nó để hiểu tiếng Nhật, để đọc báo thì ít nhất là chúng ta cũng phải cần có N1 rồi, đúng không? Chứ còn N3 thì với những cái từ kanji và với những cái phần khó hiểu như thế này thì chắc là chúng ta sẽ không thể nào hiểu được. Và bây giờ thì mình sẽ cùng thử phân tích một số cái tiêu đề bản tin của ngày hôm nay xem là nó sẽ xuất hiện những cái từ như thế nào, những cái hyogen như thế nào để chúng ta có thể học được nhé. Và nếu như với các bạn đang học N1 hay N2 thì chúng ta cũng có thể dùng cách này mỗi ngày để các bạn có thể tăng cái level tiếng Nhật của chúng ta lên, hoặc là chúng ta có thể dùng cách này để cứ siêu lại những cái cụm từ, đặc biệt là những cái từ kanji mà chúng ta học trong giáo trình. Ví dụ các bạn nhìn thấy rất nhiều những từ kanji khó đúng không ạ? Phần đầu tiên, cái bài đầu tiên đó là thế độ kojitsu ni. Đúng rồi, chúng ta lại nhìn thấy những cái từ đằng sau nữa. Bây giờ thử phân tích nha. Có những từ nào chúng ta biết rồi ạ? Ví dụ như là thế độ là khủng bố đúng không ạ? Kojitsu có thể gặp ở cả N1 hoặc là cả N2. Nó có thể là một danh từ để cho cái nghĩa là mình viện cớ, mình lấy một cái lý do, mình viện một cái lý do nào đấy, chứ thực tế không phải là với cái mục đích đó đúng không ạ? Và thường cái từ kojitsu này là hay dùng với cái nghĩa là không được tích cực cho lắm. Ví dụ như là mình yêu đơn thương một anh chàng, rất là muốn mời anh ta đi chơi, nhưng mà mình không tìm được cái cớ gì, tự nhiên không biết là lấy cái cớ gì để mời anh ta đi chơi được. Asobi ni sasoitai kedo kojitsu ga mitsukarimasen. Là không tìm cái cớ nào để mời, để rủ người ta đi cả. Hoặc là ví dụ như là cái đấy chỉ là một cái cớ thôi, đúng không ạ? Kojitsu ni sugimasen. Thì các bạn thấy là nó có thể dùng một cái dạng danh từ như thế này. Và khi mà chúng ta học ở trong cái giáo trình N1 ấy, chúng ta sẽ gặp với một cái mẫu ngữ pháp sử dụng với kojitsu này. Đó chính là cái dạng ngữ pháp một danh từ đi với ni kakotsukete. Và nó sẽ bằng với cách nói là danh từ đi với o kojitsu ni. Hoặc là đằng sau người ta có thể thêm bằng kojitsu ni shite để chỉ nghĩa là lấy cớ, viện cớ là như thế nào đó. Ví dụ như là lấy cớ là đi công tác ấy, nhưng mà thực tế là để đi du lịch thôi, đúng không ạ? Sang đấy để ngắm nghía thôi. Shicho ni kakotsukete kanko tanoshindekita. Hoặc là viện cớ là bị ốm, để nghỉ học và ở nhà chơi game cả ngày. Đó thì các bạn có thể dùng là byouki ni kakotsukete jukyo o ketseki shi ie de zutto game shite ita. Né? Thì thay vì dùng với ni kakotsukete thì các bạn có thể dùng với o kojitsu shite. Ví dụ như là dạo gần đây là cứ lấy cớ là bận, không có dọn dẹp trong phòng gì cả. Saikin isogashisa o kojitsu shite heya no soji o shite imasen. Vậy thì từ cái từ này chúng ta thấy là gì? Chúng ta có thể áp dụng từ cái phần kiến thức của N1, đúng không ạ? Từ cái phần kiến thức đấy có thể áp dụng nữa, chứ không phải là hoàn toàn không thể áp dụng. Hoặc là từ tiếp theo này, các bạn thấy từ kanji là gì ạ? Kohyo với nghĩa là công bố. Rồi tiếp theo chúng ta lại thấy từ kanji này. Từ này âm Hán Việt của chúng ta là lộ, đúng không ạ? Thực ra đấy chính là cái từ kanji của tên đất nước Nga, Russia.
thì có thể người ta sẽ dùng với từ Russia, hoặc có thể người ta sẽ viết bằng chữ lộ này, bằng kanji, hoặc người ta có thể viết bằng lộ là từ katakana, đúng không ạ? Nhưng mà thường ở trong các cái tiêu đề báo, tiêu đề bản tin thì người ta sẽ viết ngắn gọn nhất có thể, thì người ta sẽ dùng với từ kanji chẳng hạn. Đó. Ví dụ ở đây các bạn có thể thấy là hội nghị cấp cao giữa Nga và Nhật, đúng không? Thì người ta có thể dùng với Nichido là cái từ kanji này, hoặc người ta có thể dùng với chữ Nhật và cái chữ đô này, thì đều thể hiện cái nghĩa là nước Nga, đúng không? Vậy thì ở đây các bạn sẽ thấy cái tiêu đề này, Đô no kekaku, thì chính là Russia no kekaku, kế hoạch của nước Nga. À, tức là cái bài viết này nó đang nói về một cái tình hình rất là gay cấn gần đây, tức là cái chiến sự giữa Nga, Ukraine và có liên quan đến cái một bên nữa, đấy là Mỹ, đúng không ạ? Vậy thì từ cái tiêu đề này có thể hiểu là à, người ta viết về cái việc là Mỹ công bố kế hoạch của Nga và Nga đang viện cớ là chống lại khủng bố để tấn công Ukraine. À, cái tiêu đề rất là ngắn nhưng mà thực ra thì nếu mà nhìn mình cái tiêu đề ấy thì chưa chắc đã hiểu được hết nội dung, nhưng mà nhìn tiêu đề thì có thể đọc được kanji, và nếu hứng thú thì các bạn có thể click vào để chúng ta đọc cái phần nội dung ở bên trong. Nội dung ở bên trong thì ngay phần đầu thì có cái tiêu đề là Thedo. Từ này sẽ được đọc là gì ạ? À, sẽ được đọc là Nichizo này, Nichizo. Từ này á là của N1 đấy. Nichizo thì nó sẽ thể hiện cái nghĩa là mình ngụy tạo, mình bịa đặt, mình dựng chuyện một cái câu chuyện nào đấy thôi, chứ còn thực tế nó không có như thế. Vậy thì đây chúng ta sẽ hiểu là phía bên Nga là dựng nên một cái câu chuyện là để chống lại khủng bố, đúng không ạ? Và bây giờ cái ông gọi là Mucho Kang, tức là ông ngoại trưởng, ở đây là ông ngoại trưởng Mỹ, ông ấy đã công bố cái kế hoạch của Nga là như vậy và đưa ra cái thông tin rằng là Nga sẽ tấn công Ukraine và kể cả cái khu vực thủ đô cũng sẽ là cái đối tượng Kogeki Taisho, tức là cái đối tượng tấn công. Chúng ta đọc được một cái từ kanji nữa là Kogeki. Hoặc là lướt xuống dưới rất nhiều những cái nội dung, đúng không ạ? Hoặc là có thể nhìn thấy cái nội dung này Miyori nai. Rồi chúng ta đọc tiếp được từ kanji là gì ạ? Kaso. À, nhìn thấy từ kaso. Kaso âm hẳn về là chữ hỏa và chữ táng. À, thì dùng với nghĩa là hỏa táng những người mà đã chết, đúng không ạ? Thì ở đây là một cái vụ việc ở thành phố Nagoya. Thì cái đơn vị này người ta đã không hỏa táng 13 người. Mà 13 người này là qua đời, nhưng mà Miyori nai. Miyori tức là người thân, cái nơi để chúng ta nương tựa ấy. Đó, thì bây giờ là Miyori ga nai, thì người ta lược cái trợ từ ga, thì chúng ta có Miyori nai, tức là 13 người này là họ không có nơi nương tựa, không có người thân. Đó, thì các bạn thấy rằng là từ một cái tiêu đề mà mình chịu khó mình phân tích, mình chịu khó mình nhìn lướt qua thôi, thì mình đã học được rất rất nhiều từ, và toàn là những cái từ khó ở cái tầm N2 và thậm chí là N1 trở lên. Vậy thì để giỏi tiếng Nhật, để đạt được cái trình độ N1 hoặc hơn thế nữa, thì một cái cách đơn giản nhất đó là các bạn hãy chịu khó sử dụng nó bằng cách là mỗi ngày chúng ta có thể dành ra một ít phút để chúng ta đọc những cái tiêu đề ở bản tin, đọc một số những cái phần tin tức mà có thể là chúng ta quan tâm gần đây. Điều đấy không chỉ giúp cho chúng ta tăng cái level tiếng Nhật mà còn giúp ích cho chúng ta trong cái việc là chúng ta có thể tiếp cận được cái lượng thông tin để mình có cái kiến thức của mình nói chuyện với người Nhật về một cái chủ đề nào đó, ví dụ như là tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine gần đây chẳng hạn. Và nếu làm theo cái cách đấy thì cái việc học tiếng Nhật nó sẽ không chỉ bó hẹp ở trong kyokasho, trong sách giáo trình, mà nó sẽ mở rộng lên rất là nhiều, và dần dần chúng ta sẽ cảm thấy là cái lượng từ vựng cũng như là cái vốn hiểu biết của chúng ta về tiếng Nhật nó sẽ ngày càng được mở rộng hơn. Và sắp tới đây trên kênh YouTube của chúng ta có thể sẽ có thêm một chuỗi series về những cái bài để chúng ta tập đọc báo, tập dịch báo, vừa giúp cho chúng ta có thể học được từ vựng này, biết được cách dịch này, và có cái lượng thông tin liên quan đến thế giới hoặc Nhật Bản. Các bạn hãy ủng hộ chuỗi series này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.